Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cuốn sách Châm cứu của Nguyễn Thái Thu, mà cuốn sách không bán lịch sử châm cứu ấy, mà nó không bán trên thị trường. Thì đây là cái phần mình muốn chia sẻ cho các bạn là phương pháp mãn châm trong ngành châm cứu thế giới. Thì cái này do giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Thái Thu và phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Hữu Thành. Thì hồi bữa là giáo sư Nguyễn Thái Thu là giám đốc của Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bây giờ hiện tại thì Phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Hữu Thành làm giám đốc. Thì nếu các bạn đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương thì gặp giáo sư Nguyễn Hữu Thành nếu có cơ hội. Thì như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cái một phần trong cuốn sách này. Nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình một like nhá, một share và một subscribe của kênh mình nha. Và tiếp tục nào. Thì đây, phương pháp này á, phương pháp mãn châm là một trong những phương pháp châm cứu đang được tổ chức châm cứu thế giới ca ngợi hiệu quả và khuyến khích giảng dạy. Đây là tổ chức y tế thế giới đó, à, tổ chức châm cứu thế giới đấy, nó khuyến khích và giảng dạy, bồi dưỡng kỹ thuật để đưa vào điều trị tích cực cho các chứng bệnh đang chữa bằng châm cứu. Tại đại hội 8 của Liên Hợp Hội Châm cứu Thế giới, viết tắt là WFAS, đã đánh giá cao về phương pháp điều trị các bệnh theo phương pháp mãn châm. Mãn châm tên tên của nó đấy, BOA acupuncture, mà đặc biệt nhấn mạnh mãn châm châm tê phẫu thuật, nó tên tiếng Pháp hay tiếng Latin của nó đấy, mãn châm điều trị các chứng đau, mãn châm chữa bệnh liệt, mãn châm chữa cai nghiện ma túy. Đó là những kết quả xuất sắc mà châm cứu Việt Nam đã đạt được bằng phương pháp mãn châm. Đây là do thế giới công nhận nha. Tiếp theo là ngày xưa cũng có đánh giá cao tác dụng của mãn châm, ngày nay cần phải học tập kinh nghiệm của người xưa, ứng dụng mãn châm vào phát triển mãn châm. Châm cứu Việt Nam đang được nhân dân trong nước và tổ chức châm cứu thế giới đánh giá cao mãn châm như sau. Như người xưa đã viết, người xưa có viết cái bài thơ: Đại hề trường hề khiếu mãng châm, dáng yêu trạm quỷ phu tà phong, kinh giản điên cuồng hoán than tí, châm đáo bệnh tiêu hiển thần kỳ. Thì đây là tiếng Hán hết. Đại hề trường hề khiếu mãng châm, thì các bạn nếu mà cho tra những cái từ này thì chắc các bạn sẽ không hiểu nếu mà chỉ đơn thuần học tiếng Hán hoặc là tiếng Trung. Đại hề trường hề khiếu mãng châm nghĩa là khi mà các bạn học về mãng châm thì các bạn sẽ biết mãng châm này là kết hợp giữa đại châm và trường châm. Đây là hai cái này kết và hợp vào thì nó thành cái mãng châm này. Hồi bữa mình có nói là cái vấn đề mà thầy Ngưu ấy nói là mang châm chứ không phải mãng châm. Nhưng mà thầy Ngưu đã hiểu sai về cái vấn đề này rồi. Hiểu thiếu rồi. Thì mãng châm là kết hợp giữa đại châm và trường châm. Còn mang châm ấy là chỉ có trường châm thôi, kim rất là nhỏ. Còn mãng châm là kim vừa to vừa dài. Còn mang châm ấy là chỉ kim nhỏ và dài thôi. Nên nó khác nhau đó. Nên thầy Ngưu hỏi hiểu sai về vấn đề đấy rồi. Dáng yêu trảm quỷ khu tà phong thì cái này nó biết cho nó kiểu ghê gớm thôi. Nói chung là để chữa bệnh. Đấy. Khu tà phong là đuổi phong tà ra đấy, khu này là đuổi trừ chứ không phải là khu, là khu vào đâu, không phải nha. Từ này là từ Hán Việt, không phải là từ Việt Nam đâu. Kinh giản điên cuồng hoán than tí thì đây là những cái chứng bệnh của Đông y, thì các bạn lên trên mạng search hoặc là các bạn tìm trong cái từ điển Đông y ấy, nó sẽ có những cái chứng kinh giản, chứng điên cuồng, chứng hoán than và chứng tí. Châm đáo bệnh tiêu hiển thần kỳ nghĩa là khi mà mình châm cứu chu đáo thì bệnh nhân nó sẽ hết bệnh, và nó phương pháp ca ngợi nó rất là thần kỳ. Nói chung là đọc tất cả cái này thì đều hiểu, nhưng mà chỉ có chữ đại hề trường hề khiếu mãng châm này, khi các bạn mà không có tìm hiểu về mãng châm thì các bạn không hiểu chữ đại hề trường hề này đâu. Mới đầu mình nghĩ đây là một tên của hai người nào đó tìm ra cái mãng châm này, nhưng không phải, đây là đại châm và trường châm đấy, mà từ cái hai cái loại này nó mới sáng tạo ra cái mãng châm. Nói không lan man nữa, tiếp tục.
Mãng châm là một phương pháp châm cứu đặc biệt mà Việt Nam chúng ta đã nghiên cứu, ứng dụng 50 năm và đã xuất bản sách Mãng châm của tác giả giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài Thu phát hành trong nước và ngoài nước. Thì 50 năm là còn gấp đôi tuổi của mình lận. Thì nó đã quá lâu rồi đấy. Cả một đời giáo sư Nguyễn Tài Thu đã nghiên cứu về cái mãng châm này và ứng dụng của nó. Tiếp tục. Mãng châm là một phương pháp châm cứu đặc biệt mà Việt Nam chúng ta đã nghiên cứu ứng dụng 50 năm qua và đã được xuất bản trong sách Mãng châm của tác giả thứ tư. Tôi hình như cái đoạn này là vừa rồi xong ấy. Tiếp tục, bây giờ mình đến vào phần nguyên lý để tạo ra mãng châm. Thì từ ngàn năm xưa, các vị tiền bối của phương pháp châm cứu phương Đông đã sử dụng con số của trời, thiên và địa là đất từ số 1 đến số 9 tạo ra 9 loại châm. Đấy, trong cửu châm ấy, trong linh khu cửu châm thập nhị nguyên ấy. Nguyên lý này phân tích theo tương quan 9 con số của bộ phận trong cơ thể người khớp với 9 con số của luật hoàng trung là luật âm nhạc cổ xưa, với 9 con số của bát quái và khớp với 9 phương trời trong thiên nhiên. Đây là nguyên lý để tạo ra mãng châm đấy. Bắt đầu tiếp tục là trình tự các con số từ 1 đến 9 này sắp xếp trên mai rùa thiêng là theo Linh Khu Kinh, là sách nội kinh Linh Khu đấy, mà trong Lạc Thư đã ghi lại đây. Đuôi này, đuôi là 1 này, đầu 9 này, vai đây là vai trái 4 này, bên bên hông trái là 3 này, chân trái là 8 này, tương tự đây 6 7. Thì 1 9 thì các bạn cộng cộng đối đối vào nó sẽ là thành 10. Đây. Cộng vào 10. Thì đây là dựa vào 9 con số đây. Tổng vào những con này là thành 9. 2, 4, 6, 8, 9. Đó. Rồi dựa vào đây thì những bộ phận cơ thể con người cũng như vậy, giống như con rùa thôi. Đấy, mình giới thiệu sơ qua, còn Lạc Thư mình sẽ nói rõ hơn. Trình tự các số từ 1 đến 9 sắp xếp trên mai rùa thì ứng với 9 phương trời đây. Đuôi là số 1 đấy. Bát đấy. Thiên nhất sinh thủy đấy. Đây, thủy thủy là thể quẻ thảm đấy, là thận đấy. Trung ương là thổ này, thổ năm này. Đây, đông bắc là 8 đây, đông là 3 đây. Đông nam là 4, tây là 7, tây bắc là 6, tây nam là 2 và đầu nam là 9. 1 2 3 4 đấy. Các bạn 1 2 3 4 5. Và người ta tìm thêm những con số này để đáp vào cho nó đầy đủ chỗ này của con rùa. Đầu phương Nam này, đuôi phương Bắc, bên trái là phương Đông, bên phải là phương Tây đấy. Ở giữa là trung tâm, là trung ương luôn, là chính giữa số 5 đây. Là bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Cơ sở là 3, 7, 9, 1. Bốn phương Đông, Nam, Tây, Nam, Tây, Bắc. Đông Bắc cơ sở là 2, 4, 6, 8. Nếu các số của các điểm dọc Nam Bắc hoặc ngang Đông Tây cộng lại thì đều có số là 15. Đấy, giống như mình nói là bỏ cái số 5 ở giữa thì cộng lại nó thành 10 đấy. Nhưng cộng thêm số 5 ở giữa nó thành 15. Đó chính là con số cơ bản của quy luật biến hóa của âm dương. Cụ thể, đây, cộng vào là 15 hết này. Đó, cứ cộng vào đi. Đây trên này là âm, ở dưới đây là dương. Đây này, Bắc này, Tây Bắc, Đông Bắc này là âm này, thuộc về âm này. Còn bên này là thuộc về dương, ở dưới đây là thuộc về dương. Đây. Thủy đây, thiên nhất sinh thủy, địa nhị sinh hỏa. Thiên tam sinh mộc, địa tứ thành kim đấy. Trung ương tỳ thổ, đây. Đây số sinh đấy, thì mình vừa mình đọc cái bài đấy đấy. Đây số thành của nó thì là lấy 1 cộng cho 5. Nghĩa là có cái câu là thiên nhất sinh thủy hợp hợp năm thành số thành đấy, số của trời và số của đất đấy thành 6. Tiếp tục cái này cộng vào với nhau thì đây là người ta ví lên là đây là số của trời và số của đất, thì các bạn hiểu như vậy thôi. Thế là trình tự của các con số từ 1 đến 9 liên với bát quái và 14 kinh mạch đây. Thì đây có bát quái đây các bạn. Đây đây có 2, 4, 6, 8 đấy. Đây cũng vậy.
Nói chung là cái này thì các bạn chỉ biết thôi về lý lý luận của nó ấy đây, càn khảm cấn chân tuân lý khôn đoài này đó, thì nó tương ứng với khảm là thủy này, nước này, cấn là núi này, thì hai cái mà trấn với cấn là thuộc về về bên đông ấy, phía đông ấy là về can mộc, một cái là núi, một cái là sấm đấy, quả lôi đấy. Đây hỏa, đây đoài, đoài và khôn là thuộc về bên kim, phía kim. Đoài là đầm đấy, đầm trạch đấy, khôn là đất. Đây đây là bên càn khảm, đây là bên chỗ bên này là thủy này, bên này là hỏa này, rồi đây là gió, đây là trời. Là tóm lại nên nguyên lý trên người xưa đã dùng con số của thiên, thiên là trời, địa là đất, từ số 1 đến số 5 tạo 9, tạo ra 9 loại châm. Nghĩa là cái số của trời là 1 đến số 5, con số của đất là từ 6 đến số 10 chứ. Đây, nhưng mà người ta ứng dụng của 9 con số đấy tạo ra 9 loại châm, tức là cửu châm, trong đó có mãng châm bao gồm trường châm và đại châm. Đấy thì chỗ đoạn đại đề, trường đề, kiều mãng châm đấy là có trường châm và đại châm này. Nguyên lý này đã phân tích theo tương quan 9 con số các bộ phận trong cơ thể con người khớp với 9 con số của luật Hoàng Trung đấy, rồi âm nhạc với 9 số của bát quái khớp với 9 phương trời trong thiên nhiên. Mãng châm cửu châm này, tên tiếng Latin của nó đấy, mãng châm cửu châm. Thuở đầu người xưa đã theo bệnh lý của mỗi loại bệnh để phân biệt giữa từng loại bệnh theo từng loại kim tương ứng với 9 loại. Trong đó đặc biệt nhất là hai loại trường châm và đại châm. Do đó khi nói đến cửu châm thì người xưa ấy gọi chung là mãng châm, lưu truyền đến đây, đến ngày nay. Tác dụng của mỗi loại kim, có thể dùng đơn thuần một loại kim, có thể kết hợp hai ba loại kim thì điều trị mới có hiệu quả. Tiếp theo là loại kim số 1 là xàm châm. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem ảnh. Xàm châm là tương ứng với thiên. Đó, tương ứng với thiên vừa nãy đấy. Thiên là thuộc dương, quẻ càn đấy. Thuộc dương vì giống như trong cơ thể phế ở vị trí cao nhất so với tất cả lục phủ ngũ tạng, phế ứng với dương, có quan hệ mật thiết với bì mao. Khi chữa bệnh phế chủ bì mao, ta nên cần dùng xàm châm để thanh nhiệt giải biểu, chữa bệnh ở phần ngoài. Kim dài 1 thốn 6, không hao tổn nguyên khí. Thì đây cái loại này chuyên trị những cái bệnh về phế thuộc dương. Loại kim số 2 là viên châm, tương ứng với địa. Địa là thuộc âm, đối với cơ thể ứng với cơ nhục. Kim này là mũi kim hình mình hơi tròn, ít nhọn, để kim không đâm sâu được vào cơ nhục, tránh tổn thương tỳ. Tại vì tỳ chủ cơ nhục mà, mình tổn thương cơ nhục sẽ tổn thương tỳ. Kim dài 1 thốn 6, điều trị các chứng tê và teo cơ. Đây là loại kim số 2. Loại kim số 3 là đề châm, trong cơ thể hệ thống mạch lưu thông khắp cơ thể để duy trì chức năng sinh lý của tạng phủ. Đề châm có mũi kim không nhọn, đầu hơi tù, chủ yếu là đề châm có tác dụng tăng cường tuần hoàn của khí huyết, kích thích từ ngoài da vào sâu, ấn mạnh kim chứ không châm qua da. Loại kim thứ tư là phong châm. Phong châm tượng trưng cho tứ quý, phong tà, bát phong. Đã xâm nhập mạnh vào cơ thể, cần phải dùng phong châm để tả nhiệt, trừ phong. Cần dùng phong châm dài 1,6 thốn đến 2 thốn hoặc kim tam lăng để tả nhiệt. Thích huyết tiêu trừ bệnh mãn tính. Thích huyết đây là trích huyết đấy, trích ngạn máu ấy. Đây là phong châm thì chưa châm để trừ phong. Số 5 là phi châm, là kim số 5 tượng trưng cho ngũ âm, là kim đứng giữa tần số từ 1 đến kim số 9, kim dài 1,6 đến 4 thốn, thường để thích huyết, phá ung nhọt, chống tụ máu. Kim này khi dùng kim thì cần có rối loạn âm dương, hàn nhiệt nhiều gây ra viêm nhiễm, sưng tấy, nhiệt độ cao, sốt thì dùng phi châm. Kim có lưỡi bẹt để thích huyệt, đây là chữ dùng nhé. Đây là 9 loại châm đấy, trong cửu châm đấy, có xà âm châm đấy. Chỗ này là có trường châm này, đại châm này, hào châm này,
Còn những cái chữ này, tại vì trong cái chỗ, trong cái cuốn sách ấy thì nó cũng mờ như vậy luôn. Đấy là 9 loại châm. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là phong châm đấy. Phi châm. Loại kim số 6 là viên lợi châm. Người xưa coi kim này là kim điều hòa âm dương tứ quý bốn mùa, điều hòa hàn nhiệt trong cơ thể, kệ khí ở cơ thể chứng tý. Viên lợi châm dài 1,6 thốn đến 2 thốn hoặc 3 thốn, đầu kim nhỏ tròn. Loại kim số 7 là hào châm, tương ứng với thần kinh, với thất khiếu trên đầu mặt. Thất khiếu trên đầu mặt là nơi bắt đầu của bệnh tật và tà khí xâm nhập qua ngũ khiếu, thì mỗi loại kim nó có tác dụng. Ngũ khiếu xâm nhập kinh lạc, tạng phủ gây nhiều loại bệnh khác nhau. Khi điều trị cần lưu kim dài 20 đến 30 phút nhằm dẫn chính khí, trục tà khí, thường chữa các bệnh tật ở ngũ quan, ngũ tạng, lục phủ, khai khiếu thì dùng hào châm. Loại số 8 là trường châm, thích ứng với các điều trị các bệnh do bát phong xâm nhập lâu ngày từ bát phương nông đến sâu. Trường châm rất thích hợp chữa các bệnh từ bát phong gây ra, các tý, chứng, đau tứ chi, cột sống, các khớp gối, khớp háng trong cơ thể, bán thân bất toại, liệt hai chi dưới, liệt tứ chi, viêm đau cột sống là trường châm. Kỹ thuật châm là châm xuyên huyệt, châm sâu. Kim từ 5 thốn đến 15 thốn hoặc là 30 thốn, tương ứng 10 sen, 30 sen hoặc 60 sen. Rất là dài. Loại kim cuối cùng là kim số 9, cự châm, đại châm đấy. Trường châm và cự châm cổ đấy, hoặc là trường châm hoặc cự đại châm kết hợp với nhau đấy. Tương ứng với cửu giã, cửu châm. Tà khí xâm nhập nặng gây các chứng thực, tức là ngoài chứng liệt, chứng đau cơ khớp, còn gây các chứng thực trong cơ thể như sưng, đau, liệt khí, huyết không thông, chạy khí. Mãng châm là một phương pháp hữu hiệu nhất trong châm cứu chữa bệnh. Mỗi khi dùng kim dài, kim to để chữa bệnh thì gọi là phương pháp mãng châm chữa bệnh. Những mãng châm là kim dài và to. Đây là một thành tích chữa bệnh bằng kim châm mà tổ tiên của chúng ta đã đúc kết hàng trăm năm dài, đã phải thực nghiệm trên thân mình, như là giáo sư Vương Tiết Đài người Trung Quốc, giáo sư Đặng Đình Huấn cùng giáo sư Nguyễn Đại Thu Việt Nam. Nghĩa là những giáo sư này là đều lấy kim và tự châm trên cơ thể đó, trên thân mình đấy, tự tự châm và đúc kết ra đó. Gần 50 năm qua đã phục vụ trong chiến tranh, cứu chữa biết bao nhiêu thương binh, bệnh nhân qua nhiều trường hợp bệnh nguy cấp thường phải bó tay, nhưng đã được chữa theo phương pháp mãng châm của người xưa Trung Quốc và Việt Nam. Hơn nữa thế kỷ qua không ngại gian khổ, đầy công nghiên cứu. Trong nghiên cứu khoa học có thể theo ý cá nhân, nhưng chỉ vì cá nhân để đề cao cá nhân mình lên, quên công ơn của người đi trước thì không thể học tập bước đi của người đi trước. Trước mắt có thể khoe khoang bản thân mình, quên công ơn thầy thì chỉ được một thời gian, do đó chúng ta không bao giờ quên công ơn của người xưa. Học đầu bỏ đuôi, không tôn trọng thầy thì rồi ai đây tôn trọng mình. Đây là bắt đầu đến kỹ thuật mãng châm. Bây giờ đến kỹ thuật mãng châm là dùng cho mãng châm này, kim này dùng cho mãng châm. Thì kim này không giống những kim thường dùng mà là kết hợp của hai loại trường châm, đại châm trong cửu châm, cụ thể như sau. Đốc kim tương đối dài, bình quân từ 5 đến 8 cm. Đốc kim là cái mình cầm vào á. Có đốc kim và thân kim. Thì cái đốc kim là cái mình cầm vào. Thân kim dài ngắn là 5 thốn, khoảng 10 cm. Dài nhất là 30 thốn, khoảng 60 cm. Thường dùng các loại kim dài 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ấy, và đến 70 cm là dài nhất, gần mét đấy. Thân kim tương đối to, đường kính bình quân là 0,5 đến 1 mm. To như cái tấm xe đạp ấy bạn. Xe đạp thời xưa nhưng không phải xe đạp thời nay đâu. Tấm xe đạp ấy. Tấm tấm nan hoa ấy. Mũi kim không nhọn lắm để dẫn khí, vận khí sau khi châm đắc khí. Đây là ghi chú. Mãng châm khác mang châm là kim dùng cho mãng châm dài to, còn mang châm là dùng kim dài nhưng mà không to, nghĩa là kim kim dài mà nhỏ ấy.
hai chữ này này, mãng châm và mang châm này khác nhau này. Bây giờ kỹ thuật mãng châm, mục đích là điều khí mạnh xuyên kinh, xuyên huyệt đạo. Thủ pháp châm kim là bàn tay trái căng ra nhằm tán vệ khí, tay phải dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa cầm kim ở chỗ cách mỗi kim chừng 5 đến 15 mm, dùng lực đâm kim thật nhanh, đẩy thật mạnh qua da thì thân kim mãng châm to mà mũi kim ít nhọn, qua da khó. Thì trên YouTube có cái video hướng dẫn mà của giáo sư Nguyễn Tài Thu ấy, nghĩa là nói chung là tập huấn của bệnh viện ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương ấy, thì có video đó, nó hơi mờ nhưng mà nó cũng có nói được cái thủ pháp và châm kim của mãng châm, thì các bạn lên đấy, lên YouTube coi. Đối với huyệt đạo ở vùng trước ngực, sau lưng và vùng bụng, khi cắm kim vào huyệt, mũi kim khi châm qua da phải cắm ở góc độ 45 lưng và bụng đấy. Tiếp đó đẩy kim vào huyệt đạo thì thân kim phải ngã xuống ngoài góc 10 đến 15 độ so với mặt da, rồi từ từ đẩy huyệt tới 5 đến 10 thốn, ví như châm huyệt đạo, huyệt thiên đột. Cái CV22, 22 đây là ký hiệu của cái số, cái thứ tự huyệt, ví dụ như là hội âm là huyệt số 1, thiên đột là huyệt số 22. Còn CV là cái từ viết tắt ở bên tiếng Anh của đường kinh mạch nhâm. Ok, mạch nhâm đấy. Đản chung là mạch nhâm, huyệt thứ 17 của mạch nhâm. Châm huyệt đạo âm dao là huyệt thứ 7 của mạch nhâm, khúc côn là huyệt thứ 2. Hoặc châm huyệt đại trùy. GV đây là viết tắt của mạch đốc, huyệt thứ 14 của mạch đốc. Thần dao là huyệt thứ 11, đại trùy 14 đây. Thì đây cái mũi tên này có nghĩa là châm xuyên đấy, thiên đột này, xuyên đến đản chung này. Âm dao xuyên khúc cốt. Đại trùy xuyên thần dao, đại trùy xuyên tích trung. À, đến yêu dương quan. Châm hết luôn cái mạch đốc đấy. Đây huyệt thứ 3 của đường mạch đốc. Đối với vùng huyệt đạo ở tứ chi, khi cắm kim, mũi kim đâm qua da với góc độ 60 so với mặt da, tiếp đó đẩy theo huyệt đạo cho tới huyệt như châm huyệt kim ngung ấy, thì các bạn châm cái này thì giống như là các bạn châm những cái kim hoàn khiêu mà không phải châm vào huyệt hoàn khiêu, kim số 7 các bạn châm cũng như vậy thôi, nó là một loại trường châm. Đây là cái L5 này, kim ngung ấy, kim ngung là LI 5, rồi góc chì là LI 11. Đây là đường kinh thủ dương minh đại trường, thì cái huyệt này nó có ký hiệu của nó khoảng 10 thốn của kinh dương minh đại trường, hoặc là châm huyệt đạo hoàn khiêu đấy. Và đây là túc thái dương bằng quang G30 đến tất dương quang G33, khoảng 24 thốn của kinh túc thiếu dương đở. Sau đây các bạn, hoàn khiêu là kinh túc thiếu dương đở. Tại vì cái là cái huyệt giao hội giữa đường kinh túc thiếu dương đờm và túc thái dương bằng quang nên mình nhầm. Đối với vùng huyệt đạo ở giữa hai khe xương của tứ chi, khi cắm kim, mũi kim đâm qua da với góc độ 30 độ so với mặt da, tiếp đó đẩy kim theo huyệt đạo không đổi hướng, trực tiếp đẩy kim tới huyệt cuối cùng như ở cẳng tay, châm huyệt đạo khúc chì. Đó, vẫn là LI11 đến ngoại quan TE5 khoảng 10 thốn. Đi giữa kinh tâm bào vào kinh tam tiêu thì sau khi châm qua da, đẩy kim từ từ vào khe xương, quay vào xương trụ tận cùng ở ngoại quan khoảng 10 thốn. Thì cái này mình thấy giáo sư châm rồi, ở trên video ấy. Thì các bạn lên trên đấy xem là thấy. Bây giờ những phương pháp châm đặc biệt của mãng châm này. Một phương pháp châm đặc biệt là phương pháp châm đối trì. Đó, đây ghi đối trì. Phương pháp châm đối trì tức là trên cùng một đường kinh dùng hai mãng châm cùng hướng vào một chỗ để châm. Hai mũi kim tiếp giáp nhau nhưng đối lập nhau. Đây, châm hai hướng vào đây. Được chưa? Đây là đối trì. Như đau lưng do thận hư này, trên kinh túc thái dương bằng quang dùng một kim châm từ huyệt đởm du đi xuống huyệt thận du, kim thứ hai châm từ huyệt bàng quang du ngược kinh bàng quang đến huyệt thận du. Đấy, riêng cái vinh bằng quang ấy xỏ từ trên xuống, xỏ từ dưới lên.
Phương pháp châm phân lưu. Phương pháp châm phân lưu tức là trên cùng một đường kinh dùng hai mãng châm, châm ngang gần nơi có bệnh nhưng mỗi kim châm theo một hướng đối lập nhau nhằm phân tán khí di chuyển chỗ khác. Đây, đó, châm đối lập nhau. Ví dụ như đau lưng L2, L3 do vôi hóa, do gai đôi, có thể lấy huyệt trên mạch đốc, châm một kim từ huyệt mệnh môn, thuận mạch đốc đi lên đến huyệt tích trung, hoặc một huyệt trung xu, kim thứ hai cũng châm từ huyệt mệnh môn, cách kim thứ nhất khoảng 1/2 thốn, đi ngược chiều vào mạch đốc, mũi kim đến huyệt yêu dương quan, hoặc là huyệt yêu du, để châm hướng khác nhau. Bây giờ phương pháp châm trực đạo. Phương pháp trực đạo tức là trên một kinh nào đó tìm những huyệt đạo đặc biệt mà tiến hành châm sâu, châm chách, châm theo góc nghiêng, hướng không nhất định, thuận hoặc ngược đường kinh, chủ yếu là nhằm mục đích tả, thường dùng để điều trị ho, hen suyễn, động kinh, hội chứng đau, viêm cơ, chứng béo phì, teo cơ, tê liệt thần kinh. Thường dùng với huyệt đạo hoặc huyệt sau ở mạch nhâm là huyệt thiên đột, đây là châm hen đấy. Châm kim chích xuống bờ trên xương ức, xuống sau xương ức 3-5 thốn, chữa ho, hen, suyễn. Thì cái này hồi bữa mình cũng có biểu diễn huyệt châm huyệt thiên đột rồi đó, trên kênh YouTube của mình đó. Ở mạch đốc, huyệt trường cường, châm kim đi xuống sâu vào trong khoảng 3 thốn, chữa kinh phong, trí động kinh. Thì các bạn đã châm thử trường cường chưa? Chữa trí á. Ở kinh vị huyệt túc tam lý, sâu khoảng 2 tốn, mũi kim đi check ra sau, xuống đến huyệt thừa sơn, chữa tê, đau cẳng chân. Cái này là chữa tê đau này. Rồi những trường hợp mà tai biến mạch máu não ấy, đúng không? Hay dùng cái này này. Ở kinh bàng quang là từ huyệt trật biên, qua thừa phù, đến ân môn, chữa đau liệt chi dưới. Ở chân châm người ta xỏ từ trật biên xuống luôn. Ở kinh tiểu trường là châm từ huyệt quyền liêu, kim châm đi thẳng ra phía dưới sau xương gò má, ngược lên huyệt tứ bạch, từ đây lên trên này, hoặc quên từ đằng sau này chứ, đằng sau này, hoặc ra phía mũi huyệt nghinh hương, chữa viêm xoang, chữa mắt, giảm thị lực, viêm đau mắt. Tứ bạch là dưới đây, tứ bạch là dưới đây, từ đằng đây là theo gò má đi qua đây, còn nghinh hương ở đây. Ở huyệt, ở kinh tam tiêu, huyệt ế phong, chữa bệnh ở ngũ quan, đặc biệt là chữa ù tai, điếc. Cái này thì mình cần dùng kim số 7 được rồi. Quyền liêu, thính cung. Phương pháp châm tam thoa là phương pháp châm, là phương pháp dùng 3 mãng châm mà 3 mũi kim hướng vào một chỗ làm thành hình tam giác. Ví dụ như teo cơ cánh tay này, dùng một kim châm từ huyệt kiên liêu đến huyệt tiêu lạc, kim thứ hai châm từ huyệt kiên ngung xuyên huyệt tí nhu, kim thứ ba là châm từ huyệt chủ tiêm đi ngược lên khoảng 5 thốn, hạ thị huyệt. Phương pháp châm theo hình cong, hình cung. Phương pháp châm theo hình cong nghĩa là thường dùng trường châm loại đường kính từ 10 đến 15 cm, nhỏ mãng châm ấy, châm kim nhỏ thân dài vào huyệt, sau đó thân kim theo hình của sọ, của bên sườn, lưng, mặt, mắt mà uốn cong theo đường đi của kinh lạc. Mũi kim tiếp xúc đẩy tới huyệt cần thiết, hình cung to nhỏ khác nhau mà quyết định do huyệt đạo. Thì cái này là mình hay dùng để châm bách hội, uốn kim cong, châm bách hội cong xuống dưới đây. Những người đau đầu ấy, hoặc là châm bách hội cong qua bên này, hoặc cong qua bên này, hoặc cong về đằng trước. Và mình cũng hay dùng, có thể châm huyệt ở ấn đường, xỏ cong lên trên này. Có những trường hợp châm xỏ xuống. Tại vì các bạn biết rồi, đơn giản thôi. Ví dụ người ta đau ở đây đúng không? Các bạn vuốt xuống, người ta đau tăng hoặc là người ta đau không tăng, hoặc là người ta giảm đau.
đúng không? Thì các bạn nên châm khi mà người ta giảm đau thì các bạn nên châm theo đường mà các bạn vuốt, đúng không? Các bạn vuốt vuốt đây, thì ví dụ vuốt theo đường này người ta đỡ đau thì mình châm theo đường đó thì người ta sẽ đỡ giảm đau, còn mà đẩy lại mà người ta đỡ đau thì mình châm theo đường đường đấy. Đấy là cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ như chữa đau lưng, thận hư yêu thống. Yêu thống là yêu là cái eo đấy, thống là đau, đau cái eo do thận hư. Chữa béo, chữa đầy bụng, chữa đau lưng thì cái mãng châm này là để châm cứu chữa giảm béo cũng rất là hay. Châm kim từ huyệt đới mạch, sau đó đẩy thân kim theo hình cung của eo lưng ra sau lưng, mũi kim đến vị trí huyệt thận du. Cái này thì chịu này, mình không châm được cong như vậy, chỉ châm ở trên đầu may ra cong được như vậy, còn vẽ cong này khó lắm. Phương pháp châm theo hình cong thuộc về pháp tổ, thích nghi với điều trị đau dây thần kinh ba nhánh, đau đầu, đau lưng, hệ khí, đầy bụng. Thì cái này bác sĩ Lê Ngọc hình như đã ứng dụng cái mang châm này để châm những trường hợp mà zona thần kinh liên sườn, châm vòng rất là hiệu quả, rất là cao. Sắp tới thì mình sẽ có điều trị một cái ca mà bị zona thần kinh ở trên đầu và mình sẽ ứng dụng cái phương pháp này. Phương pháp véo da lên để châm. Khi châm kim, muốn cho thân kim đi thông suốt nhẹ nhàng, đồng thời không được để kim chọc vào tạng phủ, nhất là những người gầy. Thường dùng phương pháp véo da lên để châm như đối với những huyệt đạo trước ngực, sau lưng ở vùng bụng. Khi châm và đẩy kim theo huyệt đạo, có thể véo da lên mà châm kim, đẩy kim, véo da lên để châm thường. Đẩy kim, châm nên là chậm chậm đấy. Chậm chậm qua huyệt đạo, thủ pháp này thuộc về phép bổ. Chọn huyệt và phối huyệt trong mãng châm. Phương pháp lấy huyệt biểu lý, phương pháp này là theo học thuyết âm dương, biểu lý để chọn huyệt. Chữa di chứng của trúng phong có thể châm huyệt đạo thuộc biểu, hoàn khiêu xuyên tất dương quan của kinh túc thiếu dương đởm, đồng thời có thể châm huyệt đạo thuộc lý như huyết hoải, châm xuyên âm liêm của kinh túc quyết âm can. Để mình xem lại nào. Ẩn bạch kể đô thái bạch, công tôn thương khâu tam giao lộ cốc, cơ âm tiền huyết hải cơ môn. Đấy là cái kinh này á. Huyệt âm liêm, ẩn bạch đô thái bạch, công tôn thương khâu tam giao lộ cốc, địa cơ âm lăng tiền huyết hải. Huyệt âm liêm này là của tung kinh túc quyết âm can, nhưng mà cái huyệt huyết hải này là của kinh túc thái âm tỳ nha. Phương pháp lấy huyệt theo kinh cùng loại tên, cùng một đại kinh bằng kinh đồng danh như Thủ Dương Minh Kinh. Thủ Dương Minh chỉ có Thủ Dương Minh Đại Trường thôi. Túc Dương Minh Kinh là kinh đồng danh, Túc Dương Minh chỉ có Túc Dương Minh Vị thôi. Đây là đa khí đa huyết này. Ví dụ như chữa teo cơ, châm huyệt đạo thuộc huyệt Dương Khê, xuyên khúc chỉ. Ồ, ghê thật. Dương Khê là ngay chỗ hõm lào giải phẫu ấy các bạn, ngay chỗ này này mà xuyên xuyên khúc chỉ đi qua chỗ này, có nhiều tĩnh mạch nó vắt ngang qua. Ok, Dương Khê xuyên khúc chỉ của kinh Thủ Dương Minh Đại Trường và châm huyệt đạo bế quan xuyên lương khâu. Bế quan à, mình hay đọc bế quan. Của kinh Túc Dương Minh Vị, hai kinh đều là kinh Dương Minh. Tiếp theo là phương pháp lấy huyệt theo khu gần, chọn châm những huyệt đạo ở nơi có bệnh theo lý luận của y học Đông phương, chỗ đau là huyệt đầu đau châm đầu, chân đau châm đau, đấy là a thị huyệt đấy. Ví dụ như thiên đầu thống và đau dây thần kinh số 3 nhánh có thể châm huyệt đạo khúc sai, xuyên ngọc trẩm của kinh túc thái dương bàng quang. Phương pháp lấy huyệt ở chỗ xa là lấy huyệt ở chỗ xa gọi là viễn trị tác dụng. Bệnh ở trên châm huyệt đạo ở dưới, bệnh ở dưới châm huyệt đạo ở trên. Chữa liệt chi dưới có thể châm huyệt đạo đầu lâm phấp xuyên thừa linh. Cái này mình hay ứng dụng này. Bệnh nhân khi nào cũng hỏi, ủa tôi đau chỗ này, sao lại châm chỗ kia? Châm miễn là hết là được mà, nhưng mà châm xong hết là được.
phương pháp lấy huyệt theo giáp kiều. Lấy huyệt theo phương pháp giáp kiều tức là một kim châm qua huyệt đạo gồm ba huyệt của ba kinh, không có liên quan biểu lý, cũng không cùng đại kinh, nối ba kinh lại với nhau. Triệu chứng tê dại ở chân này, trước tiên là châm huyệt đạo tam âm giao, mất cả trong thì bà thốn đấy, xuyên âm lăng tuyền ngay chỗ mép bờ trong ấy, trong sáu chương chảy của kinh túc thái âm tỳ, và châm huyệt đạo thừa phù xuyên ủy trung, tức là châm giáp kiều. Ôi chỗ này nhiều bo gân đấy, châm bệnh nhân tương đối đau. Thừa phù xuyên ủy ủy trung là của kinh túc thái dương bằng quang ấy. Hai kinh tỳ và bàng quang không có quan hệ biểu lý, cũng không đồng danh, không cùng một đại kinh, nhưng nếu giữa hai kinh đó lại châm một kim vào huyệt đạo âm lang tuyền đến ủy trung thì hiệu quả chữa bệnh rất tốt. Đây là theo nghiên cứu. Tiếp theo là kết luận. Từ trước tới nay, ngành châm cứu Việt Nam đã dùng nhiều phương pháp châm cứu chữa bệnh, đặc biệt là phương pháp mãng châm, để góp mình trong việc chữa rất nhiều chứng bệnh khó và đạt hiệu quả cao trong công trình nghiên cứu khoa học, như kết hợp châm cứu với khoa học hiện đại để mổ hàng nghìn ca phẫu thuật trong chiến tranh, nghìn ca rồi đó. Hai là kết hợp châm cứu với khoa học hiện đại để cai nghiện ma túy theo phương tiện tiến bộ của thế giới. Ba là kết hợp châm cứu với khoa học hiện đại để chữa các chứng liệt, liệt nửa người, liệt chi dưới, liệt tứ chi. Thứ tư là kết hợp châm cứu với khoa học hiện đại để chữa các chứng đau, đau lưng, đau cột sống, teo cơ, liệt thần kinh, vân vân. Việc chữa đau lưng là một chứng bệnh thường gặp trong nhân dân, không những Tây y mà phương pháp châm cứu Đông y vẫn chữa có kết quả rất là tốt. Do đó, trong một vài bài báo gần đây có nêu lên việc kết hợp đại châm trường châm với laser với từ trường tuy có kết quả nhưng không phải là do châm cứu mà là do các phương pháp hiện đại mang lại. Việc đó có thể thực tế nhưng không phải là cần thiết, vì châm cứu từ xưa đến nay đã chữa rất nhiều loại chứng đau, có đau lưng mà chỉ cần dùng hào châm, thủy châm chứ không cần phải đến đại châm và trường châm. Giáo sư viết cái này ấy để phê bình chứ không phải viết là gì, tại vì từ xưa đến giờ châm cứu vẫn chữa đau lưng, nhưng mà khi các bạn vào bệnh viện thì các bạn sẽ được người ta chỉ định rất là nhiều phương pháp để làm đơn giản thôi, lấy tiền thủ thuật, đó là một cái tiêu cực đấy. Tiếp theo là cái video hôm sau, nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy comment ủng hộ mình ở dưới, thì mình sẽ làm về kinh nghiệm điều trị một số chứng bệnh thường gặp về bằng mãng châm trong cuốn sách lịch sử châm cứu không bán trên thị trường. Nếu mà các bạn thấy cái cuốn sách này có giá trị cho các bạn, cuốn sách này nó mang lại cho các bạn kiến thức, thì các bạn hãy like, share, subscribe kênh và comment ở dưới, thì để cho mình sớm ra video tiếp theo nè. Trúng phong này, đấy, trúng phong là bệnh hay gặp lắm. Thôi, video mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Bye bye.